chào các bạn. Trong bài học này mình sẽ nói về thế nào là nhịp và thế nào là điệu. Và nó cũng khá là giống so với cả cái bài học trước, khi mà mình phân loại ra trong guitar đệm hát có những nhịp như thế nào và áp dụng với nó có những cái điệu như thế nào, để mà chúng ta có thể sử dụng những cái gọi là những cái bảng thông số đó để chúng ta có thể chơi được những cái bài hát mà chúng ta yêu thích. Còn trong bài học này mình muốn các bạn khi mà nghe một bài hát, các bạn có thể là phát hiện ra cái nhịp và cái điệu nó như thế nào, sử dụng bằng chính cái đàn của mình. Ví dụ như sau, nghe một bài hát, bài Con đường tình yêu chẳng hạn. Có một con đường mang tên là tình yêu, khi tôi bước một mình đến những nỗi cô đơn, đến trong tương lai. Mình lấy ví dụ khoảng tầm 4-5 câu đầu trong bài Con đường tình yêu của ca sĩ Lam Trường như thế. Thì bởi vì nó khó ở chỗ là cái chúng ta vừa chơi ở trên nhịp 4-4, 1, 2, 3, 4. Và cái chúng ta cần là chúng ta đồng bộ cái lời bài hát vào trong cái gõ như thế này. Và chúng ta cần phải hát được ra. Thì khi mà các bạn xem xong cái bài học này và các bạn thực hành ở nhà, thì mình muốn các bạn nghe một bài hát bất kỳ mà các bạn yêu thích và các bạn gõ lên thùng đàn. Các bạn nhớ là phách 1 luôn luôn là sử dụng đằng ốp đằng tay, đằng mặt sau tay của chúng ta và gõ vào đàn để tạo ra cái bass của phách 1. 2, 3 và 4 chúng ta có thể sử dụng phần móng của bất kỳ ngón tay nào gõ vào phần dưới. Ví dụ là Vans là 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thì sẽ có khoảng tầm 4 hay 5 cái điệu chính mình vừa nói ở trong bài học trước. Và các bạn lấy ra một số bài như sau. Bài đầu tiên là bài Làm Tôi, và các bạn hát bài đó, hát chay. Các bạn gõ nhịp theo. Ví dụ, làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung. Hoặc là bài học thứ hai, đó là bài Happy Birthday. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Đấy, như vừa rồi là mình đã hát mẫu cho các bạn hai câu hay ba câu đầu tiên của bài Happy Birthday, và phần còn lại là mình gõ nhịp. Và khi các bạn xem bài học này thì các bạn cố gắng là hát theo cái gõ nhịp đó để làm sao đồng bộ được cái lyrics, tức là cái lời bài hát vào cùng với các cái nhịp này. Điều này rất là quan trọng trong fingerstyle, vì khi các bạn chơi fingerstyle, giai điệu nó sẽ ở một cái bè ở phía trên và bass nó sẽ chạy ở bè dưới. Và việc của chúng ta là ghép lại với nhau, nhưng mà các bạn sẽ gặp cản trở rất là khó khăn khi mà các bạn chơi mà các bạn không biết về nhịp. Và đó là ở 3-4 là một cái điệu nhịp dễ nhất, điệu Vans là điệu dễ nhất. Tiếp theo là đó là nhịp 6-8 và ở slow. Mình lấy ví dụ một bài nằm trên slow trong cái giáo trình của fingerstyle chúng ta đã sẽ học, đó là bài Boulevard. Trong trường hợp vừa rồi đó là các bạn cần phải xác định phách 1 nằm đâu. Ví dụ I don't know why you say goodbye. Thì khi mà cái chữ why với cả cái chữ by nó sẽ bị kéo dài ra. Nhưng mà các bạn cần phải biết là nó kéo dài ra trong vòng bao nhiêu phách. Thì khi đó tay của các bạn nó sẽ có tác dụng như thế. Ví dụ I don't know why. You say goodbye. Khi mà chúng ta gõ nhịp, mình làm chậm lại, các bạn sẽ để như sau. I don't know why. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. You say goodbye. Như vậy là cái chữ you say goodbye, you say good, nó sẽ nằm ở cái phách 4, 5, 6 của cái hợp âm tiếp theo. Thì khi mà các bạn chuyển soạn cái này lên trên guitar fingerstyle thì các bạn mới có thể làm được. Chứ nếu không sẽ bị xảy ra tình trạng như sau. Rồi các bạn sẽ không biết là tỉa bao nhiêu nốt hay là các bạn sẽ ngân ra bao nhiêu. Tiếp tục.
chúng ta cần một cái nhịp rõ ràng ở đây khi mà chúng ta bắt đầu chơi fingerstyle. Và cuối cùng đó là nhịp 4-4 và nằm trên ballad. Ballad chúng ta nó chỉ đơn giản là 1, 2, 3, 4. Và khi áp dụng lên trên đàn guitar thì nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Các bạn sẽ áp dụng với cả điệu ballad này với cả một bài nằm trong cái giáo trình fingerstyle mình sẽ giới thiệu ở trong phần áp dụng, đó là bài Anh Cứ Đi Đi, nó nằm trên mi thứ. Ví dụ như sau: tình yêu là thế, đôi khi là mình say mê, đôi khi là mình thì hòa thanh của chúng ta nó sẽ là mi thứ 1 2 3 4, la thứ 2 3 4, re trưởng 2 3 4 và son trưởng 2 3 4. Vậy là cứ một lần bass và chúng ta sẽ chơi móc lên 3 lần ở dây 3 2 1 cùng một lúc như thế. Thì cái mà mình cần đó là 1, các bạn hát và các bạn gõ nhịp. Tình yêu là thế, đôi khi lòng mình say mê. Các bạn cần phải xác định là cái phách đầu tiên nó rơi vào chữ nào ở trong cái lời bài hát. Tình yêu là thế, vậy là nó rơi vào trong chữ thế, chứ không phải tình yêu là thế đôi khi, thì nó sẽ bị cái kết cấu của bài hát nó sẽ bị thay đổi, và khi đó các bạn sẽ không thể nào mà chuyển soạn được fingerstyle. Mình lấy ví dụ chính cái bài bản thân bài Anh Cứ Đi Đi, nó như sau, ra đời những cái dây như thế. Thì các bạn sẽ kết hợp với cả dây bass với cả cái giai điệu chữ thế. Câu sau là chữ say mê. Say mê là đô đô, si si son mi đô đô. Thì các bạn cần phải biết được trong đầu là chữ say mê nó rơi vào la thứ, và các chính vì thế các bạn chèn cái bass la vào. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem tại cái quy tắc chúng ta chèn bass như thế nào vào cái giai điệu. Và hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau. Cảm ơn các bạn.